Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cả nước cùng hướng về thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Dự báo lễ diễu binh diễu hành sẽ diễn ra trong thời tiết mát mẻ, không mưa, thuận lợi cho người dân và các du khách khi đến tham dự. Cùng với Điện Biên, các tỉnh thành khu vực phía Tây Bắc Bộ trời cũng tạnh giáo, mức nhiệt trưa chiều là từ 32 đến 34 độ. Còn với phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trưa chiều cũng có nắng nhẹ, với mức nhiệt từ 29 đến 30 độ, trời mát mẻ. Tuy nhiên, sau một ngày thời tiết đẹp thì từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ lại đón thêm một sóng lạnh mới tăng cường, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, nên toàn khu vực sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh trên diện rộng, kéo dài đến hết ngày 9 tháng 5. Tương tự với miền Trung, cũng từ chiều tối nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phần phía Tây của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũng khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị sinh sống ở các khu vực này cần hết sức chú ý đề phòng. Còn trước đó, từ sáng đến trưa chiều nay, hầu khắp khu vực trời đều có nắng, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày từ Thanh Hóa trở vào cho tới Bình Thuận tăng lên ngưỡng là từ 33 cho tới 36 độ. Nóng xảy ra cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là từ 35 đến 36 độ. Ở Việt Nam, hôm nay nắng nóng vẫn diễn ra nhiều nơi ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ với mức nhiệt là từ 34 đến 36 độ, có nơi miền Đông Nam Bộ mức nhiệt chạm ngưỡng 37 độ. Còn với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt duy trì trong ngưỡng là 33 đến 35 độ. Về chiều tối, khả năng khu vực phía Bắc Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam Bộ sẽ có lại những cơn mưa rào và dông. Trong mưa dông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, sóng thấp và biển lặng. Sáng nay, ngoài trời thủ đô Hà Nội mát mẻ và se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 24 đến 25 độ. Đến trưa chiều nay trời nắng nhẹ, mức nhiệt tăng lên ngưỡng 29 đến 30 độ, vẫn rất mát. Từ tối và đêm nay do có sóng lạnh mới tăng cường, khả năng mưa dông sẽ quay trở lại. Trong mưa dông quý vị cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay khả năng cũng sẽ xuất hiện mưa và dông về chiều và tối. Mưa xuống giúp không khí tối nay khá mát và dễ chịu. Còn trưa chiều nay trời nắng mây đan xen, mức nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng là 26 đến 33 độ. Tương tự ở phía Nam, những cơn mưa dông chuyển mùa cũng đang dần xuất hiện về chiều và tối. Thành phố Hồ Chí Minh từ sau 15 giờ khả năng mây dông sẽ phát triển và gây mưa. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn từ sáng cho đến trưa trời nắng, mức nhiệt ngày đêm trên thành phố dao động từ 27 đến 36 độ. Thank you.
chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối khí lạnh từ phía Bắc, lại kết hợp thêm với hội tụ gió trên độ cao 1.500m hoạt động mạnh trở lại, khiến trong 3 ngày tới trên khu vực duy trì tình trạng nhiều mây, mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đi kèm với các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị cần hết sức đề phòng. Do mưa lui về thời điểm đêm và sáng nên ban ngày, trời vẫn có những khoảng tạnh ráo, không mưa, nhiều mây, với nền nhiệt trong 3 ngày tới trên khu vực Bắc Bộ không cao. Phía Đông Bắc Bộ mức nhiệt phổ biến từ 29 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ mức nhiệt dao động từ 29 đến 32, có nơi 33 độ. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Cũng chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp bị nén nên tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, trời cũng sẽ xuất hiện mưa dông nhiều nơi vào chiều tối. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to từ đêm mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 5. Về nhiệt độ, dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến từ 29 đến 32 độ trong ngày mai. Sau đó sẽ có xu hướng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận trong 3 ngày tới, do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên thời tiết ổn định. Trời nắng, ít mưa với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động từ 32 đến 35 độ. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mưa dông vẫn xuất hiện nhiều vào chiều tối và đêm, đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gặp phải trong cơn dông như là lốc sét và gió mạnh. Do mưa nhiều nên nhiệt độ tại hai khu vực này sẽ có phần giảm nhẹ, phổ biến từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên và từ 34 đến 36 độ ở Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa từ đêm mùng 7 tháng 5, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc đến Đông và mạnh dần lên cấp 4, có lúc đạt cấp 6 biển động, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng thấp, trời ít mưa. Thank you.